Xin kính chào quý vị và các bạn. Thưa quý vị, khối không khí lạnh có cường độ yếu lệch đông vẫn là hình thế thời tiết chính chi phối khu vực Bắc Bộ. Trên hệ thống khí quyển tầng cao, không có hệ thống đặc biệt nào chi phối nên toàn vùng phổ biến là có mưa vài nơi về đêm, cùng nền nhiệt sẽ có xu hướng tăng. Nhiệt độ thấp nhất hôm nay dao động từ 19 đến 22 độ và cảm giác lạnh thì chỉ còn xảy ra ở vùng núi. Trưa chiều thì trời có nắng và nhiệt độ tăng lên trong khoảng từ 27 đến 29 độ và có nơi xấp xỉ 30 độ nên sẽ thuận lợi cho các hoạt động dân sinh trong ngày nghỉ cuối tuần. Nhiễu động gió đông suy yếu, mưa xu hướng giảm tại miền Trung. Đến sáng nay thì chỉ còn xảy ra rải rác từ Hà Tĩnh tới Bình Định. Nhưng lượng thì giảm, số điểm có mưa vừa đến mưa to thu hẹp lại và chỉ còn xảy ra cục bộ. Dự báo sang đến ngày mai mưa giảm nhanh, chỉ còn xuất hiện ở một vài nơi. Trưa chiều nay thì trời còn nắng gián đoạn từ Thanh Hóa đến Huế, với nhiệt độ tăng lên từ 26 đến 29 độ, trời chỉ còn se lạnh trong buổi sớm. Phần còn lại từ Đà Nẵng đến Bình Thuận, có nhiệt độ trưa chiều nay dao động trong khoảng từ 29 đến 32 độ. Tại khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ, trạng thái thời tiết sẽ có mây thay đổi trong ngày. Nắng sẽ xuất hiện sớm hơn cùng nhiệt độ tại vùng cao nguyên trong khoảng từ 13 giờ trưa đến 16 giờ chiều là từ 28 đến 31 độ. Khu vực Nam Bộ sẽ cao hơn từ 2 đến 3 độ. Mưa xảy ra chủ yếu ở mức độ rải rác tại các tỉnh miền Tây Nam Bộ vào lúc chiều tối. Đêm nay thì trời sẽ ít mưa, se se lạnh tại khu vực Tây Nguyên. Trong khi đó thì tại các tỉnh thành Nam Bộ cũng giảm nhanh về khoảng 24 đến 26 độ, tiết trời mát mẻ. Nhìn chung thời tiết trên phạm vi cả nước trong 2 ngày nghỉ cuối tuần sẽ không có nhiều biến động đặc biệt. Tiếp tục là xu thế tăng nhiệt tại miền Bắc, mưa lũ cũng giảm dần tại miền Trung và thời tiết ổn định duy trì tại các tỉnh thành phía Nam. Cụ thể, ngày hôm nay, thời tiết trên các đô thị lớn được dự báo như sau. Thưa quý vị và các bạn, nằm trong xu thế chung của Bắc Bộ ngày hôm nay, thủ đô Hà Nội phổ biến là không mưa, sáng sớm trời se se lạnh với nhiệt độ trước khoảng 8 giờ sáng là ở vào khoảng 22 độ. Sau đó thì trời có nắng và nền nhiệt độ tăng nhanh, cao nhất ngày hôm nay sẽ ở vào khoảng 28 đến 29 độ, cùng độ ẩm không khí trung bình dao động từ 62 đến 85%. Dự báo đến ngày chủ nhật cuối tuần, thời tiết tại thủ đô sẽ tiếp tục ổn định và thuận lợi cho các hoạt động dân sinh, du lịch cuối tuần của người dân. Đến với thành phố Cảng Hải Phòng cũng như thủ đô Hà Nội ngày hôm nay, thành phố không có mưa và sáng thì trời se lạnh. Sau khoảng 8 giờ, nhiệt độ tăng dần và cao nhất rơi vào khoảng 12 giờ trưa đến 15 giờ chiều và ở khoảng 27 đến 28 độ. Từ tối muộn đến đêm nay, thành phố sẽ không có mưa và có sương mù nhẹ, tiết trời se lạnh. Thời tiết nhìn chung là khá thuận lợi cho các hoạt động mua bán và thông thương của người dân thành phố. Gió ven biển thổi với cường độ chỉ khoảng cấp 3, cấp 4, vì vậy mà ngư dân có thể tiến hành các hoạt động đánh bắt ven bờ. Tại thành phố Đà Nẵng, mây phát triển nhiều trong buổi sáng và tiếp tục có mưa rào nhưng sẽ sớm kết thúc nhanh. Nhiệt độ trưa chiều ngày hôm nay dự báo tăng nhẹ nhưng cao nhất ngày thì sẽ không vượt quá 31 độ. Dự báo trong ngày mai, ngày chủ nhật cuối tuần, thời tiết tại thành phố sẽ ổn định hơn nên sẽ thuận lợi cho cuộc sống sinh hoạt của người dân cũng như các hoạt động du lịch của du khách trong 2 ngày nghỉ cuối tuần. Tại thành phố Buôn Ma Thuột, thời tiết trong ngày thứ bảy cuối tuần sẽ không có mưa, gió thổi nhẹ và trưa chiều trời có nắng, nhiệt độ cao nhất ngày dừng ở khoảng 29 đến 31 độ. Về đêm thì trời không mưa và nền nhiệt độ giảm về 21 đến 23 độ, cùng độ ẩm không khí trung bình dao động từ 63 đến 90%. Dự báo trong 2 ngày tới, thành phố tiếp tục khô ráo và hầu như là không có mưa. Vì vậy mà quý vị có thể lên lịch trình cho những hoạt động, sự kiện tổ chức ngoài trời. Các hoạt động khởi công, xây dựng hay là sơn sửa nhà cửa trên địa bàn thành phố thì cũng sẽ được tiến hành thuận lợi hơn trong điều kiện thời tiết còn ổn định. Đầy gió đông đến đông nam chi phối khu vực miền Đông Nam Bộ, trong đó có thành phố Hồ Chí Minh. Ngày hôm nay, thành phố sẽ có gió thổi nhẹ, trưa chiều trời nắng với nhiệt độ cao nhất ngày tăng lên từ 32 đến 33 độ. Mưa rào cục bộ chỉ xảy ra ở một vài nơi vào lúc chiều tối. Về đêm thì trời không có mưa và nền nhiệt độ giảm về 24 đến 26 độ, cùng độ ẩm không khí trung bình sẽ dao động trong khoảng từ 65 đến 91%. Thời tiết nhìn chung là ít gây trở ngại cho các hoạt động giao thông, hàng không và du lịch của người dân thành phố. Đến với thành phố Cần Thơ, khả năng ở đây vẫn có mưa rào rải rác vào lúc chiều tối nay, nhưng lượng thì sẽ không nhiều. Trong ngày thì mưa giảm, trời đôi lúc còn nắng gián đoạn cùng nền nhiệt độ tăng lên từ 31 đến 32 độ. Về đêm, thành phố sẽ không có mưa và nền nhiệt độ hạ xuống 25 đến 27 độ, cùng độ ẩm trung bình lúc này tăng lên ở khoảng 90%, thời tiết mát mẻ và dễ chịu.
Đến đây bản tin thời tiết đô thị của chúng tôi cũng xin được khép lại. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.